Thân mến chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Mời các bạn nghe Hồng Nhung đọc truyện Vợ Chồng Tôi của tác giả Tiến Nhân, phần 7. Tháng cuối năm 2009, vợ tôi nhận thông báo về hưu. Tôi xuống cơ quan vợ làm một chuyến xe máy, chở hàng chục tấm bằng khen từ tổng cục cho tới chính phủ ở văn phòng làm việc riêng của vợ. Khi thấy một gói nhỏ bọc chiếc hộp nhựa màu đỏ, tôi mở ra thì đó là chiếc huân chương lao động do nhà nước ban tặng. Thì ra, cả những năm tháng vất vả chăm chồng con là thế, vợ tôi vẫn làm tròn bổn phận của mình với cơ quan, với nhà nước. Tôi giật mình vội khen nịnh vợ một câu, em giỏi lắm. Thế là từ nay, vợ tôi không còn lo việc cơ quan nữa. Một cô gái vùng thôn quê bước ra khỏi lũy tre làng vào Nam ra Bắc. Từ công nhân mà vươn lên đến trưởng ban nữ công, công đoàn ngành bưu điện Việt Nam. Vì duyên phận mà theo tôi để lo toan gánh vác cả gia đình. Tôi cũng bâng khuâng khi chuyển đồ về nhà rồi quay lại đón vợ. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ khi vợ bấm khóa phòng làm việc, tôi thực sự xúc động. Tôi nói từng câu nhát gừng, về đi em, thôi về đi. Đợt khám sức khỏe định kỳ cuối năm của cơ quan tôi tại bệnh viện bưu điện chỉ sau ngày chuyển đồ cho vợ mấy hôm thôi, một điều bất thường đã xảy ra. Cô gái áo blue trắng còn trẻ luồn một ống nội soi qua đường miệng khiến cả người tôi nôn nao. Cô ta nhìn vào màn hình và kêu to, khiến chị bác sĩ cầm tập bệnh án đi qua vội bước vào phòng. Chị ơi, chị xem đi nè, cô gái trẻ nói. Cả hai người rời mắt khỏi màn hình cùng nhìn về phía tôi. Tôi hiểu có điều gì đó chẳng lành. Họ yêu cầu tôi ở lại bệnh viện luôn sau khi lấy mẫu để đi làm sinh thiết. Tôi nói tôi chưa bàn giao công việc, tôi sẽ quay lại sau. Tôi vẫn đủ bình tĩnh để giấu mọi người trong đơn vị. Những phút giây còn lại trong ngày hôm ấy thật nặng nề. Chẳng lẽ tai vạ lại sắp chụp xuống gia đình tôi? Tôi không quay lại viện nữa. Hằng ngày tôi vẫn đi làm. Bí mật này chỉ được tôi nói riêng với một người bạn là bác sĩ Bệnh viện Quân y 108. Cầm kết quả chụp siêu âm dạ dày của tôi, anh ta động viên và kê một loạt thuốc uống, bảo rằng sau Tết nếu không biến đổi sẽ tính tiếp. Vợ tôi thì bận bịu công việc để sau Tết bàn giao. Cả hai đứa trẻ không nhận ra sự bất thường của bố nó, cứ chập tối là tôi ra khỏi nhà đi dạo. Thật ra, tôi đang bước, từng bước, lần lại những chặng đường tôi đã đi qua, những dự định còn dang dở. Tôi nghĩ về cuộc đời tần tảo của người vợ chưa bao giờ hết lo toan. Tôi nghĩ về tương lai hai đứa con tôi còn đang đi học. Ở bữa cơm chiều 30 Tết năm ấy, tôi nói, mẹ, các con năm nào cũng vất vả những ngày giỗ Tết. Năm nay cả nhà ta phải thay đổi, ra nhà hàng ăn và đi chơi. Bọn trẻ reo lên, ok bố. Vợ tôi thì cười. Sự đè nén lúc ấy thật khủng khiếp. Khi còn lại hai người, vợ tôi hốt hoảng thấy có những hạt máu nhỏ li ti lăn ra từ khóe mắt tôi. Tôi bảo không sao đâu, nhưng vợ ép tôi phải đi vào viện mắt trung ương khám ngay. Đêm, phố phường vắng lặng, đường Bà Triệu thưa thớt, mọi nhà đang chờ thời khắc giao thừa đang đến dần. Phòng cấp cứu bệnh viện mắt trung ương vắng tanh, ông bác sĩ dùng máy soi đáy mắt, lắc đầu bảo không có gì bất thường. Cuộc đối thoại vỏn vẹn sau đó chỉ có thế này. Anh có bị căng thẳng vấn đề gì không? Dạ không. Anh có bị táo bón không? Ba ngày nay tôi chưa đi ngoài được. Ông bác sĩ cười, quay về phía vợ tôi. Chị đưa anh về, nhỏ thuốc mắt để anh nghỉ ngơi. Tết đừng có cho anh ấy uống nhiều rượu. Những ngày Tết đi qua như mong đợi của tôi. Sau đó tôi lại vào bệnh viện 108 kiểm tra lại. Ông bạn bác sĩ đưa tôi tới phòng nội soi dạ dày. Hai cô gái ở đây lại kêu toáng lên trước người bạn của tôi vẫn còn đứng đó. Tôi không quay về nhà nữa. Vợ tôi đưa tôi nhập viện luôn tại bệnh viện bưu điện.
Hôm bước vào phòng mổ, tôi quay lại nhìn vợ và những người thân, giơ tay lên quá đầu. Tôi chào mọi người giống như một người chuẩn bị lên chuyến máy bay đi xa. Vợ tôi, người phụ nữ đầy bản lĩnh, khuỵu chân xuống. Người đứng bên cạnh đỡ lên. Con gái lớn tôi đi cùng mẹ vào phòng bác sĩ sau ca mổ kể rằng mẹ nói với bác sĩ, chồng tôi là bộ đội chiến trường, anh ấy đủ can đảm để chấp nhận một sự thật. Bác sĩ bảo, thật may mắn khi mổ ra thì bệnh của anh nhẹ hơn dự đoán lúc ban đầu. Hai bộ dao mổ dự trù, chúng tôi chỉ dùng có một, bệnh viện sẽ trả lại tiền. Nếu gia đình có điều kiện, chăm sóc tốt, anh ấy có thể sống quá 5 năm. Hình như có cái gì đó sai sai với sự tiên đoán của bác sĩ, hoặc là số bệnh tôi chưa tới lúc phải ra đi. Đã hơn 10 năm rồi sau cái ngày khủng khiếp ấy, tôi vẫn đang tồn tại. Ở lứa tuổi ngoài 70 này, tôi cảm nhận một điều, rằng hạnh phúc không hẳn đến với người nhiều tiền, mà lại dành cho người được sống giữa yêu thương. Một lần, nhân ngày sinh nhật của tôi, vợ tôi tặng một chiếc điện thoại thông minh. Đặt trên hộp máy là một mảnh giấy có những dòng chữ của vợ, viết rằng, chúc mừng sinh nhật. Tặng chồng chiếc smartphone, sống vui, sống khỏe, tâm hồn ngất ngây. Ngày ngày chồng lại lên Face, nối liền tình bạn, đong đầy tiếng thơ. Ngày tháng ký tên. Thực ra không phải lần đầu tiên vợ tôi viết những dòng thơ tặng tôi trong ngày sinh nhật. Đã mấy lần như thế rồi, cứ tới ngày sinh nhật tôi là vợ tôi hoặc tặng bài thơ hoặc viết lời tâm tình. Tôi đã lưu giữ những tờ giấy nho nhỏ ấy. Tôi mở phần lưu trữ cá nhân trong máy điện thoại của tôi, lấy bài thơ này ra như một lời kết cho câu chuyện trong ngày lễ tình nhân. Đó là bài thơ của tôi viết ngày vào ngày 8 tháng 3 năm 2000 để tặng vợ mình. Bài thơ không tên. Những năm tháng chiến tranh, đi dọc Trường Sơn, anh chỉ đọc những bài thơ viết trên báng súng. Trở về vô tình anh gặp em, anh không quen và em cũng không quen. Cái nhìn đầu tiên lúng cuốn, anh đi tìm những bài thơ viết về tình yêu. Năm tháng qua đi, nỗi nhớ rất nhiều. Hai đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của mẹ, anh nhìn em làm thơ. Phần 7 đã kết thúc câu chuyện Vợ chồng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để được thông báo khi có các phần tiếp và chuyện khác. Chúc các bạn khỏe, vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.